Kim Tae-ri khởi động năm 2021 bằng bom tấn khoa học viễn tưởng Space Whippers hợp tác cùng Song Joong-ki. Bộ phim từng bị hoãn ngày ra rạp nhiều lần trước khi ấn định lên sóng trên nền tảng Netflix vào hồi đầu tháng 2. Space Whippers là tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của Kim Tae-ri. Nàng thơ của điện ảnh Hàn kén kịch bản, không nhận dự án dồn dập. Song, điều đó không ngăn cô trở thành ngôi sao trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Con đường dẫn đến vai diễn đổi đời. Kim Tae-ri sinh ngày 24 tháng 4 năm 1990 ở Seoul và có một anh trai lớn hơn 2 tuổi. Lúc nhỏ, nữ diễn viên sống cùng bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp trường nữ Yongsin, cô theo học tại khoa truyền thông đại chúng tại Đại học Kyunghee. Kim Tae-hee từng đóng vài quảng cáo nhỏ trước khi chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Trước khi nổi tiếng, nữ diễn viên từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Cô nói, tôi từng làm nhiều công việc thời còn đi học. Tôi đi làm ở tiệm KFC hay các quán cà phê. Ở tuổi 25, cuộc đời Kim Tae-ri bước sang một trang mới khi cô tham gia buổi casting cho The Handmaiden vào tháng 6 năm 2015 và cạnh tranh với ít nhất 1.500 thí sinh khác. Chính thái độ tự tin và phong cách diễn xuất độc đáo, không sợ hãi, khiến đạo diễn Park Chan-wook quyết định mời Tae-ri vào vai chính bên cạnh đàn chị Kim Min-hee. Trong thời gian đóng The Handmaiden, Kim Tae-ri có những khoảnh khắc sợ hãi, lo lắng rằng bản thân không đủ khả năng sẽ làm hỏng tác phẩm. Đạo diễn Park Chan-wook đã nói, tôi chọn cô để giúp ngôi sao thêm tự tin. Tỏa sáng với vai diễn trong phim 19+. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển, khí chất sang trọng và thanh lịch, Kim Tae-ri khiến nhiều khán giả lầm tưởng cô sinh ra trong một gia đình bề thế. Trên thực tế, nữ diễn viên 31 tuổi có xuất thân bình thường. Trước khi nổi tiếng, cô từng làm nhiều công việc khác nhau ở tiệm gà rán, quán cà phê, tòa soạn báo, công ty đa cấp để mưu sinh. Kim Tae-ri không được đào tạo bài bản về diễn xuất ngay từ đầu. Cô trải qua quãng đời sinh viên trên giảng đường Đại học Kyunghee, khoa truyền thông và báo chí. Thời điểm ấy, ngoài việc học, ngôi sao họ Kim còn tham gia nhiều dự án phim ngắn phi lợi nhuận, sân khấu kịch và làm người mẫu quảng cáo. Tình yêu với diễn xuất ở Kim Tae-ri được nhen nhóm từ đó. Năm 2016, giấc mơ xuất hiện trên màn bạc của Kim Tae-ri thành sự thật khi giành được vai người hầu gái xuất hiện trong bộ phim đồng tính 19+, The Handmaiden. Đạo diễn Park Chan-wook đã trao cho cô cơ hội sánh vai với những tiền bối kỳ cựu như Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Choi Ji-won. Ở tuổi 26, một bước ngoặt mới, một hành trình mới đã đến với nữ diễn viên. Tân binh Kim Tae-ri gây ấn tượng với người hâm mộ lẫn giới phê bình về khả năng nhập vai chuyên nghiệp ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô khắc họa trọn vẹn chân dung xuất hiện và hoàn thành xuất sắc những phân đoạn khó nhằn, kể cả cảnh nhạy cảm trong The Handmaiden. The Korea Times nhận xét rằng Kim Tae-ri đã bộc lộ rõ vẻ đẹp pha trộn giữa nét yếu đuối và mạnh mẽ thông qua bộ phim đầu tay. Vai diễn xuất hiện đem về cho ngôi sao 31 tuổi giải nữ diễn viên mới xuất sắc ở hàng loạt lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Bé Sang, Chuseok Film Awards, Busan Film Critics Awards. Truyền thông ưu ái gọi cô là nàng thơ mới của điện ảnh Hàn. Thành công của The Handmaiden là bệ phóng vững chãi cho con đường nghệ thuật dài hơi của Kim Tae-ri. Cô liên tiếp được mời tham gia những dự án lớn như 1987, When the Day Comes, Little Forest, Mr. Sunshine. Nữ diễn viên biến hóa hình tượng, thử sức với nhiều kiểu vai, từ ngây thơ, thuần khiết tới cá tính mạnh mẽ qua từng bộ phim. Ngôi sao không chỉ tỏa sáng nhờ một tác phẩm. Sau những thành công đáng kể nhờ The Handmaiden, Kim Tae-ri phát biểu, nếu tôi khiến khán giả thất vọng trong tác phẩm tiếp theo, tôi có thể tiếp tục hồi phục danh dự bằng một phim khác. Điều mà tôi thấy quan ngại là chỗ đứng của mình ở thời điểm phim đang làm mưa làm gió và tôi nên làm gì với điều đó. Tôi đang cố gắng giữ mình ở thế trung lập. Năm 2017, Kim Tae-ri tham gia tác phẩm 1987 When the Day Comes và đây là bộ phim giành giải thưởng lớn ở Pyeongchang 54. Nội dung phim của đạo diễn Chang Jun-hwan gây chấn động đến mức đã khiến Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, rơi nước mắt khi xem buổi công chiếu. Riêng bản thân Kim Tae-ri được đề cử cho giải nữ chính xuất sắc nhất. Năm 2018, Kim Tae-ri lại tạo nên một cơn chấn động khác với Little Forest. Tác phẩm đoạt doanh thu 1 triệu lượt vé, ngôi sao họ Kim cũng vượt mặt đàn anh Kang Dong-gun, Won Ju trong bảng xếp hạng thương hiệu tháng 2, tháng 3 năm 2018. Cuối năm 2018, bộ phim truyền hình bom tấn do Kim Tae-ri và Lee Byung-hun đóng chính có tên Mr. Sunshine dự kiến công chiếu. Tác phẩm có mức đầu tư khủng lên tới 27,8 triệu USD, được biên kịch của Hậu Duệ Mặt Trời chấp bút. Tạo hình của hai nhân vật chính vừa được tung ra và khiến khán giả trầm trồ về mức độ hoành tráng, đẹp mắt. Kim Tae-ri dần trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Đó là kết quả từ tinh thần không ngại dấn thân, thái độ cầu thị và sự nghiêm túc với nghề của nữ diễn viên, theo nhận định của tờ Korea Times. Nói về hành trình và thành quả mà bản thân đạt được trong 5 năm qua, Kim Tae-ri chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với tờ Korea Times hồi tháng 2 năm 2021 rằng tôi không tính toán kỹ lưỡng, tôi chỉ đi theo điều mà trái tim mách bảo và rồi may mắn nhận được cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Với tinh thần cầu thị, nữ diễn viên không ngại thử thách bản thân bằng những nhiệm vụ mới mẻ.
cô tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong nước để đặt chân tới Vương quốc Anh vào năm 2019. Trong 2 tháng lưu trú tại đất nước xa lạ, Kim Terry cố gắng học tiếng Anh. Nhờ trải nghiệm đó, tiếng Anh của tôi đã tốt lên nhiều. Tuy nhiên, 2 tháng là khoảng thời gian quá ngắn đối với tôi, cô bộc bạch. Cơ hội tham gia các dự án phim mới sau này đã rèn cho Kim Terry lối suy nghĩ trưởng thành hơn. Trong một bài phỏng vấn với Star News vào năm 2018, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy có trách nhiệm hơn so với thời đóng The Handmaiden. Sa 31 tuổi từng nghĩ rằng cô còn khá trẻ, nhưng đó không phải là lý do để thoái thác trách nhiệm của một người nghệ sĩ. Bỏ qua vấn đề tuổi tác, do tôi được trả tiền để làm việc, vì thế tôi không thể bất cẩn. Tôi không thể cứ mãi dùng tuổi trẻ như một cái cớ. Khi đóng The Handmaiden, tôi tin rằng từ các nhân viên đoàn làm phim sẽ tạo nên một bộ phim hay. Song, tôi không được phép có suy nghĩ như thế nữa. Tôi cảm thấy mình phải làm việc có trách nhiệm hơn, Kim Terry giải bày với Star News. Nữ diễn viên sở hữu thần thái Hood Fan Girls. Mỗi lần Kim Terry xuất hiện ở sự kiện, tạp chí thời trang, các fan lại trầm trồ bởi nhan sắc, thần thái không thể chê. Ngôi sao 9X trung thành với mái tóc đen dài, nụ cười tỏa nắng thân thiện giống cô bạn gái nhà bên. Khi không cười, Terry tỏa ra khí chất lạnh lùng, chuẩn girl crush. Ngôi sao hiếm khi chọn những bộ trang phục hở bạo nhưng vẫn nữ tính, quyến rũ. Các ý kiến bình luận của phái nữ chia sẻ vì sao họ thích Kim Terry. Kim Terry có khí chất không giống với người khác, sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Thêm vào đó, bạn ấy còn thông minh và trưởng thành nữa. Bạn ấy rất cuốn hút, theo kiểu bí ẩn ấy. Nói chung là thành công cũng nhờ cái khí chất đó, nhiều hơn là nhờ ngoại hình. Bạn ấy nói chuyện các thứ mới tao nhã, cứ như một mỹ nhân thời Johnson. Đọc các bài phỏng vấn thì thấy cô ấy là người thông minh và biết quan tâm đến mọi người. Sở hữu khí chất tao nhã, nói chuyện như một nhà thơ. Nhìn vào cách chọn phim thì thấy Kim Terry là người quyết đoán, nắm chắc mọi cơ hội đến với mình. Chị này kiểu đẹp mà lại thông minh, thu hút cực kỳ, nói chuyện thì nhẹ nhàng, thanh tao như một nhà thơ, kiều sa nhẹ nhàng, thanh thoát. Kim Terry cũng sở hữu các fan girl là idol nổi tiếng. Tại sự kiện, nữ diễn viên đi lướt qua Kyun Kyung Pristin, Choi Yeon DIA. Hai nữ thần tượng đã nhảy lên phấn khích, biểu cảm thích thú khi thấy được Terry bằng xương bằng thịt. Điều này cho thấy sức hút khó cưỡng của ngôi sao 9X nổi danh với phim 18+. Áp lực với dự án mới. Trong năm 2021, Kim Terry trở lại màn ảnh rộng với hai dự án Space Sweepers và Alien. Space Sweepers đang phát sóng trên Netflix, còn Alien đang bước vào giai đoạn sản xuất. Kim Terry thừa nhận với tờ Korea Times rằng trong Space Sweepers, khi đảm nhận vai đội trưởng giang, cô phải đối diện với nhiều áp lực hơn so với những bộ phim trước đó. Thú thật, tôi từng cảm thấy không có bất kỳ áp lực gì về thành tích phòng vé sau The Handmaiden bởi tôi nhận thức rõ điểm yếu của bản thân. Đồng thời, tôi biết rõ cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, tôi chỉ cần tập trung phát triển nhân vật của mình. Tuy nhiên, khi quay Space Sweepers, tôi lại cảm thấy áp lực hơn bình thường. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vượt qua bởi sự lo lắng không thể giúp ích gì cho diễn xuất, Kim Terry trải lòng. Space Sweepers đánh dấu tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của Kim Terry. Sau lời nữ diễn viên, đây là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên lấy bối cảnh ngoài không gian. Vì vậy, Space Sweepers là thách thức mới mẻ đối với bản thân cô và cả đoàn làm phim. Sau Space Sweepers, Kim Terry sẽ tiếp tục chinh phục thể loại khoa học viễn tưởng với Alien, bộ phim nói về người ngoài hành tinh dưới triều đại Joseon.